Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vừa công bố kế hoạch dài hạn để nâng thu nhập quốc gia. Đây được xem là mũi tên thứ ba trong chiến lược hồi phục kinh tế của ông. Các chuyên gia cho rằng đây là phần quan trọng nhất trong chiến lược hồi phục kinh tế của ông Abe và có thể ảnh hưởng đến sự thành bại của toàn bộ chiến lược. Ông Abe cam kết tăng thu nhập hàng năm lên 3% trong vòng một thập kỷ tới và xây dựng các vùng kinh tế đặc biệt để thu hút đầu tư nước ngoài. Ông cho biết thị trường điện sẽ hoàn toàn tự do hóa và ông sẽ nâng đầu tư ngành điện lên mức 30.000 tỷ yên trong vòng 10 năm tới. Để hồi phục từ hai thập kỷ suy thoái, chúng ta cần một thập kỷ phấn đấu, cởi mở, sáng tạo và hành động. Với kế hoạch tăng trưởng này, chúng ta hoàn toàn có thể hồi sinh lại nền kinh tế Nhật Bản và kéo nền kinh tế của chúng ta ra khỏi tình trạng suy thoái. Truyền thông địa phương đã phân tích hầu hết các biện pháp trong chính sách kinh tế của ông Abe, duy chỉ có những cải cách trong thị trường lao động là ít được nhắc tới và cũng không nổi bật. Theo một chuyên gia kinh tế của UBS, mỗi thủ tướng của Nhật Bản trong vòng 20 năm qua đều có một chiến lược tăng trưởng kinh tế. Vấn đề là áp dụng chiến lược đó ra sao? Dư luận đang quan tâm đến cuộc bầu cử thượng viện diễn ra vào tháng 7. Nếu đảng của ông Abe có đa số ghế trong cả hai viện, ông Abe sẽ có thể thực hiện những cải cách mà ông mong muốn mà không gặp trở ngại gì. Trong trường hợp đó, kinh tế Nhật cần phải khởi sắc hơn trong vòng 6 đến 12 tháng tới. Nếu không, người ta khó mà tiếp tục tin vào những lời hứa của chính phủ. Nhật Bản là nền kinh tế lớn thứ ba thế giới sau Trung Quốc và Mỹ, nhưng nền kinh tế này đã bị kéo chậm lại trong suốt hai thập kỷ vì giảm phát, rồi lại rơi vào suy thoái trong những năm gần đây. Những nỗ lực trước đó của chính phủ Nhật Bản gần như đã tan thành mây khói. Ông Abe đã trở thành Thủ tướng Nhật Bản vào tháng 12 năm ngoái, với cam kết hồi phục lại nền kinh tế Nhật Bản bằng những chính sách mạnh mẽ. Chiến lược của ông được biết đến với cái tên Abenomics, bao gồm 3 mũi tên chính sách chính. Thứ nhất là chính sách tiền tệ, kế tiếp là chính sách hỗ trợ tài khoá. Mũi tên còn lại của Abenomics chính là thay đổi cơ cấu dài hạn để đảm bảo tăng trưởng bền vững. Thay đổi cơ cấu kinh tế được xem là phần quan trọng nhất của chiến lược Abenomics, đến mức nếu chính sách này thất bại, thì cả chiến lược hồi phục kinh tế sẽ thất bại. Theo một cố vấn kinh tế từ Blackstone Tokyo, mức thu nhập quốc gia có ý nghĩa biểu tượng cho hiệu quả của chiến lược kinh tế Abenomics. Năm ngoái, mức thu nhập quốc gia đã làm nhiều người bi quan. Chỉ số Nikkei đã giảm 15% so với mức kỷ lục tháng trước, khi đồng yên bắt đầu mạnh lên so với mức thấp kỷ lục vào tháng 5. Những diễn biến ở thị trường chứng khoán cho thấy, nhà đầu tư vẫn chưa chắc chắn về sự thành công của Abenomics. Trái phiếu Nhật Bản khá biến động trong 2 tháng qua, khi thị trường vẫn chưa chắc chắn về kế hoạch mua vào trái phiếu của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản. Theo một chuyên gia kinh tế từ Capstream Capital, những cải cách mà chính phủ Nhật Bản đưa ra như là giảm thuế, tăng năng suất, khuyến khích chi tiêu cần phải mất nhiều thời gian mới có thể có tác dụng. Theo giới quan sát, bài phát biểu mới đây của Thủ tướng Nhật Bản vẫn chưa đề cập đến những biện pháp cụ thể, nhưng trong thời gian tới, hy vọng rằng chính phủ Nhật Bản sẽ bắt đầu thực hiện chính sách cuối cùng của chiến lược Abenomics là thay đổi cơ cấu kinh tế, đặc biệt là khi cuộc bầu cử vào Thượng viện không bao lâu nữa sẽ đến.